Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình sẽ làm món bánh khoai lang. Nguyên liệu gồm có 3 củ khoai lang là hơn nửa cân. Khoai lang này thì mình đã ngâm nước muối và đã sắt chỉ rồi các bạn ạ. Đây, 1 thìa bột nghệ, nửa thìa bột điều. Nếu các bạn không có bột điều thì thôi cũng không sao. 50g bột chiên giòn, 220ml sữa tươi có đường và 150g bột mì. Bột nghệ với các bột điều này được có tác dụng để tạo màu. Nếu mà không có cả hai thì cũng không vấn đề gì các bạn ạ. Bột chiên giòn, bột mì. Các bạn cho thêm một xíu muối và sữa. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Nếu mà đặc quá thì chúng ta sẽ cho thêm nước lọc. Bánh này mình sẽ không dùng đường các bạn ạ, bởi vì là khoai lang bản thân nó đã ngọt rồi và đã có sữa, có đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn có thể cho thêm đường nha. Ở phía dưới còn rất nhiều sữa các bạn ạ. Nếu khoai của chúng ta đã đủ nước rồi mà không đặc quá thì chúng ta có thể không cần phải cho thêm nước lọc. Bột của mình đã quyện với cả khoai rồi. Và như thế này là không cần phải cho thêm nước lọc. Bây giờ mình sẽ đem chiên. Các bạn ơi, trước khi chiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một đĩa có giấy thấm dầu như này, để lát nữa khi chiên bánh xong chúng ta sẽ cho ra đây. Bánh chiên vàng đều hai mặt thì cho ra các bạn ạ. Bánh rất là đẹp mắt, màu vàng ươm. Mặt sau cũng vàng rồi các bạn ạ. Đây, mình sẽ cho ra đĩa. Các bạn cứ chiên bánh như vậy cho đến khi hết bánh của chúng ta thì thôi. Các bạn ơi, như vậy là bánh khoai lang của chúng ta đã hoàn thành rồi. Màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Đây. Mùi rất là thơm nữa. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Món này mình sẽ không cho thêm đường, nên là chúng ta sẽ chấm với cả tương ớt và tương cà chua. Bởi riêng bản thân khoai nó đã có vị độ ngọt của khoai rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, bánh khoai rất là giòn, còn độ ngọt thì thao thảo, mùi đặc trưng của mùi khoai. Chúng ta chấm tương ớt thì ăn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn ơi, món này rất là ăn hợp cả mùa đông. Các bạn hãy tự tay làm cho mình và gia đình những đĩa khoai lang như này, ăn rất là ngon các bạn ạ. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và theo dõi kênh để xem những video tiếp theo mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, tạm biệt các bạn. Chấm tương ớt này. Để ăn chấm. Mà, mở cửa. Các bạn ăn. Giòn. Giòn. Mình chưa.
chưa ăn thêm bơ mèo rồi. Còn ngon. Quá ngon các bạn, xuất sắc. Mẹ này cũng là kinh thật. Mình lại cũng thích ăn món này lắm. Là rất hợp khẩu vị với mình. Mình nhập có bán ở cổng siêu mê. Thì nhỏ mình còn nhịn ăn sáng để thì chiều mua cơ. Mẹ em mình mời đi ăn sáng để cho mình còn nhịn rồi đi mua. Bye bye.